Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Sửu dần lập đời do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Ai mà giữ đặng tâm thành, khỏi trong hoạn nạn tồn sanh thấy đời, Phật trời nói chẳng sai lời. Long Hoa là hội Phật trời lập ra, lập rồi cái hội Long Hoa. Chọn người tu niệm đặng mà bao nhiêu, chọn lựa coi thử ít nhiều. Người lành kẻ giữ còn tiêu lẽ nào? minh vương xuất thế ngôi cao, lập đời thượng cổ anh hào hiển lương, chọn người của Phật mến thương, đặng giao mối nước cho vương minh hoàng, gian tả ăn ở dọc ngang, chu di tan tộc đặng dân nịnh thần, mấy người làm phước làm nhân, long hoa một hội quân thần Âu Ca, còn kẻ ác đức bất nhân. Có tướng chư thần phân nát thịt xương, nói cho già trẻ đặng tường. Cải ác tùng thiện Phật thương rước về, tỏa vàng mới được dựa kể. Kẻ ác thời lại mắc bề gian nan, lại thêm mắc phải tai nạn. Cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai, Nam Mô Đức Phật Như Lai. Cứu người tu niệm lên đại thành thơi, Phật cho tôi biết việc đời. Vâng lịnh Phật trời dạy biểu thế gian. Tội phước tôi thấy rõ ràng, gắng công tu niệm ở đời mà coi. Sửu dần vốn thiệt hẳn hỏi, cầu trời khẩn Phật sống coi lập đời tôi quên tôi nói ít lời. Mặc tình bá tánh muốn thời ghi coi. Cuộc đời quả thiệt hẳn hỏi. Hội 18 nước tôn vương đế hoàng, đặng coi cái hội Long Hoa. Chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần, lại còn cái hội Long Vân. Quân thần cộng lạc thầy đều vui chơi, người lành mới đặng thành thơi. Hòa vân hai hội chúa tôi vui vậy, làm ác thì lại mất thây. Đâu còn coi hội rồng mây nửa lừng tu niệm thì Phật thấy mừng, làm giữ ác thú lấy lừng phân thây. Hổ lang ác thú muôn bảy, ác thú vốn của Phật thầy sai đi, thú sau nhiều thú dị kỳ. Biết sao cho hết khác thì thú nay, lớp bay lớp chạy lăng xăng. Chừng đó cầu nguyện Phật ngửa đặng đâu, tu niệm nó thấy cúi đầu. Người tu của Phật nó nào dám đâu, cuộc đời trăm thảm ngàn sầu. Thiện ác đáo đầu kẻ xuống người lên thiên đường địa ngục đôi bên. Người tu của Phật Tây Phương rước về. Sám giảng người đời quyền hai. sư vãi bán khoai viết năm 1901. Lời bình, những câu sấm. Sửu dần vốn thiệt hẳn hỏi. Cầu trời khẩn Phật sống coi lập đời. Cụm từ sửu dần ám chỉ năm quý sửu 2033 và năm giáp dần 2034. Trời Phật mở hội Long Hoa lập đời Thượng ngươn Thánh Đức Bồng Lai tại trận. Trong sấm kim cổ kỳ quan, ông bà Nguyễn Văn Thới cho biết năm giáp dần 2034 như sau, thôn Sơn Bạch Hồ trở về, giáp dần 2034. Chỉ dắt may gặp chúng đề bằng ba, lãnh nguyện người phải bản ra, mỗi đề mỗi chật tận ra tận hình. Đề này để trí trung bình. Ai mà bản chúng đắc tình quả tu? Kim cổ kỳ quan, thừa nhàn 141 trên 12 ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Đến năm giáp dần 2034 Bạch Hổ trở về, mới thật là đời thượng ngơn bồng lai, nhân loại còn sống sót ba phần chúng để bằng ba. Và ông bà Thới cho biết công và tội của người lãnh phận sự bàn luận sớm như sau. Lãnh nguyện người phải bàn ra, mỗi đề mỗi chật tận ra tận hình, đề này để trí trung bình. Ai mà bàn chúng đắc tình quả tu, sư vái bán khoai tiên tri cuối hạ ngươn, có cuộc tẩy trần sàng lọc khử trực lưu thanh bằng thế chiến ba khởi đầu từ năm hộ lang tức năm nhâm dần 2022 khi Nga xua quân đánh Ukraine. Hổ lang ác thú muôn bảy, ác thú vốn của Phật thầy sai đi, thú sau nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay, lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngửa đặng đâu, những cụm tử thú dị kỳ và lớp bay lớp chạy ám chỉ dụng cụ chiến tranh tối tân như xe tăng pháo binh máy bay tàng hình hỏa tiễn siêu vượt âm người hung dữ bị loại trừ trong cuộc thế chiến ba chết mất hết bảy phần và người hiền đức được chọn sống sót ba phần lên đời thượng ngươn được coi hội long vân long hoa chúa tôi sum vầy tôi quên tôi nói ít lời mặc tình bá tánh muốn thời ghi coi cuộc đời quả thiệt hẳn hỏi hội 18 nước tôn vương đế hoàng, đặng coi cái hội Long Hoa. Chọn người tu niệm hoàng gia tôn thần, lại còn cái hội Long Vân. Quân thần cộng lạc thầy đều vui chơi. Cuộc sàng lọc hiền còn giữ mất kéo dài trong một con giáp. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền dáng nhịn đừng than. Thiên Lý Ca, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939, cọp giữ. Cọp đi vỡ ổ tròm ong, Nhâm dần 2022 hóa là một trận cuồng phong thế đời mạnh ai thì nấy kêu trời người sao loạn dạ loạn lời người ôi kim cổ kỳ quan thừa nhàn 186 phần 92 ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915 cọp hiền thôn Sơn Bạch Hồ trở về giáp dần 2034 chỉ dắt may gặp chúng đề bằng ba lãnh nguyện người phải bản ra mỗi đề mỗi chật tận ra tận hình. Đề này để trí trung bình. Ai mà bản chúng đắc tình quả tu? Kim cổ kỳ quan, thừa nhàn 141 trên 12, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Kỳ vân siêu tầm. Sydney, ngày 9 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.